Thực sự trong mơ mình cũng không dám nghĩ là được kết quả như thế này. Trừ đi cây ra thì không bên nào dám nhận sửa lông mày cho mình, toàn từ chối hết. Thì cái quy trình để mà sửa chữa vài ca lông mày như này của chị Hương á, thì bọn em sẽ cần phải xử lý lại cho chị cái phần này. Phần viền này là cái phần mà đang lem nhem nhất, và phần nó chèn được ra là cái phần khó xử lý nhất. Thì em sẽ xóa đi cho chị. Thì chị Hương kiên trì cho em vài buổi, em sẽ kết hợp đa phương pháp một chút cho chị nhé. Em vẫn kết hợp laser, vẫn kết hợp vi điểm, và những cái vùng nào quá mà sâu hoặc là quá là trễ những vùng này em sẽ kết hợp thêm cả CO2 fractional và plasma nữa để xử lý cho chị cái vùng da này làm sao mà nó đạt kết quả, tức là mình sẽ áp dụng 4 công nghệ trên cái xóa sửa này của chị. Something good.